Chào mừng quý vị khán giả đã đến với tiểu mục hướng dẫn võ tự vệ trên tạp chí võ thuật của B-Channel. Một tuần trôi qua thật nhanh và hôm nay thì chúng ta lại gặp lại võ sư Nguyễn Quang Dũng, trưởng môn của môn phái Việt Nam Hồng Quyền Đạo. Hôm nay thì võ sư Quang Dũng sẽ tiếp tục hướng dẫn tới quý vị khán giả phương pháp và hay kỹ thuật đả huyệt trong tự vệ. Thưa võ sư, hôm nay thì võ sư sẽ tiếp tục gửi tới quý vị khán giả cái kỹ thuật đả huyệt trong tự vệ, cụ thể là huyệt nào ạ? Vâng, tôi xin giới thiệu đến quý vị khán giả hôm nay phương pháp đánh vào huyệt thái dương. Huyệt thái dương cũng là một trong những cái huyệt rất quan trọng. Nói đến huyệt thái dương thì gần như là ai cũng biết là nó chi phối cái não bộ. Thế cho nên là khi mà đánh vào đấy thì chỉ cần bằng một cái động tác, một cái lực vừa phải thôi là nó cũng đã tạo ra một cái hiệu ứng hiệu quả rất là cao. Khi mà sử dụng những cái kỹ thuật đánh vào các cái điểm yếu hay gọi là các cái điểm huyệt trên cơ thể thì cụ thể với các cái đòn đánh vào huyệt thái dương thì chúng ta cũng có nhiều cái kỹ thuật và rất nhiều những hình thủ để có thể áp dụng. Thế thì hôm nay thì chúng ta sẽ sử dụng hình thủ nào? Vâng, thôi thì đánh vào đấy thì người ta có thể sử dụng được rất nhiều những cái loại hình thủ như là đấm vòng này, rồi thậm chí trỏ này, hoặc là phụng nhãn quyền này. Thì nhưng mà hôm nay thì một cái điều đặc biệt là sử dụng để mà hiệu quả tốt nhất thì là cái tay, bộ tay hình thủ gọi là đột tử quyền. Đó, đột tử quyền nó là cái đốt thứ hai của ngón giữa, tức là nó là cái điểm mạnh nhất, cứng nhất ở trên các ngón tay trên cái hình quyền đấy. Cho nên khi tác động vào đấy thì nó sẽ tạo ra một cái hiệu ứng, một cái kết quả rất là cao. Để giúp quý vị khán giả có thể hiểu rõ hơn cách ứng dụng kỹ thuật đả huyệt, cụ thể là với huyệt thái dương trong những cái trường hợp mà tự vệ như thế nào cho hiệu quả, thì ngay sau đây võ sư Quang Dũng sẽ thị phạm để chúng ta cùng theo dõi. Thưa võ sư, là trong những cái trường hợp mà áp dụng kỹ thuật đả huyệt để tự vệ thì nó sẽ rơi vào những cái trường hợp như thế nào ạ? Thực tế ra là khi mà có những cái sự việc mà nó xảy ra trên đường ấy, mà một cái kẻ mà nó manh động thì nó có thể là nó tấn công chúng ta bằng rất nhiều hình thức. Thế nhưng mà đây hôm nay tôi chỉ nói về những cái gì đấy nó mang tính cơ bản thôi. Ví dụ như là chúng theo bản năng thì những cái đối thủ đấy sẽ sử dụng hai cái đòn đấm liên hoàn, và chúng ta hôm nay sẽ hóa giải cái đòn đấm liên hoàn đấy thôi. Bước 1 là hóa giải, bước 2 khống chế, và bước 3 mới là tấn công phản đòn. Vừa rồi thì võ sư Nguyễn Quang Dũng đã hướng dẫn tới quý vị khán giả kỹ thuật đả huyệt trong tự vệ, và cụ thể ở đây là với huyệt thái dương. Hy vọng rằng kỹ thuật này sẽ giúp ích cho quý vị trong những trường hợp tự vệ trong cuộc sống. Cảm ơn võ sư Quang Dũng đã đồng hành cùng với chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả. Xin kính chào và hẹn gặp lại.